Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình đi mua cây máy tính về dùng các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mở ra và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ cây máy tính mà mình tự nên cấu hình xong mình nhờ người ta bán cho mình các bạn. Bị kỹ thuật người ta ráp cho mình. Và cái bộ máy tính của mình hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn. Rồi. Đây là cái phiếu xuất kho các bạn này. Là một con máy tính của mình cấu hình tương đối khủng luôn các bạn. Và cái giá thành của nó thì gần 30 triệu các bạn này. Gần 30 triệu. Một cây máy tính cực khủng. Chỉ để cái đất là mình sẽ mở con này ra. Giới thiệu với các bạn nhé. Một cây máy tính mình làm việc và cũng có thể để chơi được các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một bộ máy tính trị giá 30 triệu. Thì nó khác so với bộ máy tính chục triệu như thế nào các bạn nhé. Mình sẽ mở hàng ra và mình sẽ kiểm tra cũng như chia sẻ với các bạn một bộ cây máy tính. Cũng là tiền nào của đấy các bạn ạ, rất là nặng. Mình hiểu rất rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ công nghệ với các bạn. Mình là người rất là thích công nghệ các bạn ạ. Cho nên là mình sắm những cái bộ đồ, những cái bộ cây máy tính khủng như thế này để mình dùng. Rồi các bạn xem này. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Quạt gió này, 1, 2, 3 cái quạt. 3 cái quạt gió. Cây nhìn rất đẹp. Rồi các bạn xem này. Đấy. Cũng khiếp chưa? Bây giờ mình sẽ mở ra. Mình sẽ mở ra và mình sẽ giới thiệu với các bạn nhé. Rồi đây là ốc quặn này. Cạc màn hình rất to các bạn ạ. Đọc con cạc màn hình này thì mình thấy trong đơn giá của nó. Xem nào. Đọc con cạc màn hình này nó là cạc 8GB các bạn. Giá 5,3 triệu. 5,3 triệu. Rồi. Đây là cái mặt kính này các bạn này. Đấy. Rồi. Xem là anh kỹ thuật đánh nót. À, nót cái miếng bảo vệ này các bạn. Rồi. Các bạn xem. Một bộ cây máy tính của mình. Giá 30 triệu. Rồi, cạc màn hình cực to luôn các bạn này. Cạc và CPU. CPU con này mình dùng chỉ có con chip CPU Core i7 thôi các bạn. Core i9 là bây giờ là cao nhất bây giờ. Vâng, mình dùng Core i7 và 2 thanh RAM các bạn xem. 2 thanh RAM. RAM của mình là RAM 8GB các bạn. Rồi. Main board này các bạn này. Main rất là to. Main Z370 Pro, Pro. Con này của MSI. Rồi, cục nguồn này các bạn này. Nguồn khủng chưa? Cục nguồn của nó dài đúng từ đầu cây máy tính xuống cuối máy tính này. Và những cái jack kết nối thì rất là chắc chắn. Các bạn xem. Rất chắc chắn nhé. Cực to. Và quạt gió thì sao các bạn? Quạt gió tản nhiệt này các bạn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quái. 6 cái quạt gió. Đấy. Rất khủng các bạn. Một cây máy tính. Và mình dùng con nguồn 24 inch. Rồi, dùng màn hình. Các bạn là bạn nào yêu công nghệ thì đầu tư như mình chơi như này rất thích các bạn. Chạy cực nhanh luôn. Chạy cực nhanh và khỏe. Nguồn các bạn rất chắc chắn.
và tản nhiệt của cho CPU này. Rồi, bộ này mình mua tất tần tật là 28 triệu các bạn này, hơn 28 triệu. Đấy, hơn 28 triệu. Rồi bây giờ mình sẽ nắp cái vỏ vào và mình nắp màn hình lên và mình sẽ cho chạy thử các bạn. Và cái cây này là mặt gương các bạn này, nhìn rất là đẹp. Và con này thì mình dùng hai ổ cứng các bạn, một ổ cứng SSD 250GB và một ổ cứng 1T, cứng HDD 1T. Cây máy tính rất chắc chắn. Con màn thì màn bình thường thôi các bạn, màn mình dùng màn Samsung 24 inch. Rồi, mặt đằng trước các bạn nhìn rất đẹp. Là mình tôi sẽ nắp con màn này vào. Tôi sẽ nắp con màn hình này vào. Tôi cắm điện, tôi sẽ cho chạy thử các bạn nhé. Mình rất thích công nghệ, cho nên là mình rất hay đầu tư tiền vào, mình mua những cái bộ máy tính này. Đây là dây nguồn của nó các bạn. Rồi, con này dùng adapter rời này, chân đế. Chân đế các bạn. Rồi, mình sẽ bẻ cái vỏ này xuống. Màn hình 24 inch. Bây giờ mình sẽ phải lắp cái chân này vào trước các bạn, mới chính con luôn các bạn nhé, một chút nó mới. Bộ này dùng để chơi game thì khỏi nghĩ luôn, nhưng mà mình thì mình để làm việc thôi, mình không nghiện game các bạn, mình không nghiện game. Con này mình vừa đặt ở trên Hà Nội, anh kỹ thuật máy tính ở trên Hà Nội anh ấy ráp hộ mình các bạn. Rồi, cái chân không biết cái dây Vega để đâu, nó còn có cả dây màn hình này, cổng kết nối đằng sau. Tiền thì tôi sẽ phải lắp con màn hình vào trước. Ok, lắp vào khay và mình vặn cái ốc nó vào. Rồi, vậy là mình đã lắp xong cái màn hình. Và đây là dây trong đây. À đây rồi.
Trong đây thì hãng còn nguyên các bạn này. Đây là dây nguồn, dây Vega cắm qua HDMI. Tôi sẽ cắm và tôi cho chạy thử luôn các bạn nhé. Hôm nay các bạn xem mình ráp một bộ cây máy tính 30 triệu, 28 triệu các bạn, thì khủng khiếp như thế nào. Thực ra thì con này đối với các bạn làm đồ họa hay là chơi trò chơi game thì cũng bình thường thôi, nhưng mà người dân mà bỏ ra tầm 30 triệu ra mà mua một bộ máy tính như thế này thì cũng phải là phải nói là rất là yêu công nghệ các bạn. Rồi, bảo hành này, chuột, phím. Mình sẽ mở cây máy tính này ra và mình cho chạy luôn. Mình giới thiệu với các bạn. Chuột này. Đây là dây nguồn. Dây nguồn của cây ạ. Rồi mình sẽ cắm vào. Mình sẽ kết nối với bàn phím qua cổng USB. Ok. Còn chuột không dây ạ. Chuột với bàn phím thì hai cái này thì bình thường thôi. Mình mua đồ không phải là nhiều tiền cho lắm. Rất là mới các bạn nhé. Rồi, mình sẽ kết nối màn hình. Tôi sẽ kết nối với chuột. Ok. Mình xem phím bật nguồn đâu. À đây. Rồi các bạn xem. Có màn hình này. Rồi phím bấm màn hình này. Rồi mình thấy Ananox này. Rồi. Đã chạy luôn, bộ máy tính của mình đã chạy luôn rồi các bạn này. Bộ máy tính của mình đã chạy luôn rồi này. Các bạn nhìn xem, rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Và các bạn xem, khi mà bộ cây máy tính của mình nó sáng ra này, nó chạy thì nó sẽ có những cái đèn rất là sáng. Và bộ máy tính khủng 30 triệu các bạn nhé. Rồi. Đấy. Cái này mình chưa kết nối mạng internet các bạn. Mình mới thử thôi, nên thế này là ok rồi. Và tất cả những ứng dụng của mình dùng hệ hành Win 7 à Win 10. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Rồi. Vậy mình xin tạm dừng cái video giới thiệu công nghệ một bộ máy tính mình mua. Mình đặt mình mua của anh Quyền ở trên Hà Nội. 30 triệu các bạn nhá. 28 triệu. Rồi. Tôi xin tạm dừng tại đây. Video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.